Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ sẽ đến với bài giảng tiếp theo của mình. Bài giảng này thì nằm trong series giáo án hướng dẫn dành cho những người mới bắt đầu làm Amway và cũng như là giáo án chuẩn của mình ha. Thì như các bạn đã biết thì giáo án này đó chính là kỹ năng giao tiếp, bài học tiếp theo của chúng ta. Bài học này thì nó không có gọi là bài học mà nó chỉ đơn giản là cái kỹ năng giao tiếp chúng ta cần phải có. Nhưng chúng ta cần phải có những khóa học để tạo cái tiền đề cho cái kỹ năng của mình cải thiện hơn. Thì trong cái khóa học này thì mình gồm có là sinh trắc vân tay, mật mã ngày sinh và 13 lá bài. Thì đây là một trong những cái cần để trong những cuộc họp hay là gặp gỡ người lạ, nó sẽ rất là tốt, giúp cho chúng ta cải thiện được tỷ lệ biết được người biết mặt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thấy không? Thì sinh trắc vân tay là sao? Sinh trắc vân tay là khi mà mình nhìn vào cái vân tay này các bạn, đấy, thì chúng ta sẽ biết được tính cách của một người nào đó, điểm mạnh điểm yếu, hoặc là hiểu được về họ hơn. Thứ hai là mật mã ngày sinh, thì chúng ta chỉ cần đọc cái ngày tháng năm sinh của một cái người đó và chúng ta biết được là tính cách người ta như thế nào hay là đặc điểm sở thích như không ạ. 13 lá bài là giúp cho chúng ta khi mà họ chọn ra được 13 cái lá bài này, trong cái 13 lá bài này thì nó nói về toàn bộ những cái mà cuộc sống người ta mong muốn, 13 cái yếu tố để thành công ạ. Thì trong cái 13 lá này họ sẽ giúp cho chúng ta được, họ sẽ chọn ra 1 đến 3 lá, thì trong 3 lá đó thì giúp cho chúng ta khi mà giao tiếp với họ, chúng ta sẽ khai thác được những cái chủ đề mà họ cần nói chuyện và chúng ta có thể nói chuyện với họ một ngày xuyên màn đêm, overnight, không hề mệt mỏi và chán nản. Thì đó chính là 13 lá bài. Thì nếu như các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua 13 lá bài này thì hãy liên hệ với mình. Tại vì đây là 13 lá bài do chính mình sáng lập ra và tạo ra thành một cái phong cách riêng. Còn sinh trắc vân tay và mật mã ngày sinh thì mình chắc là mình cũng không có hướng dẫn ở đây đâu. Tại vì cái vấn đề này thì nó rất là nhiều thời gian, và cái khóa học của mình thì nếu như các bạn muốn đăng ký học thì hãy liên hệ cho mình ha. Comment ở phía bên dưới, mình sẽ note lại cho các bạn về những cái video mình đào tạo về về ba cái khóa học này để giúp cho các bạn kỹ năng tốt hơn trong giao tiếp. Và cái khóa học của mình thì nó cũng sẽ tính phí các bạn ha. Rồi, nếu như các bạn không thích phí thì có thể cải thiện kỹ năng bằng cách là đọc sách sách kỹ năng giao tiếp, học YouTube, hội thảo, sinh hoạt team, thì tất cả mọi thứ ở đây thì nó sẽ là miễn phí. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng sẽ có giá của nó, thì đọc sách của chúng ta thì nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian và chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta có thời gian để chúng ta cải thiện về trong sách. Mà mình cũng phải nói với các bạn là không phải sách nào chúng ta cũng đọc phát là chúng ta giỏi ngay kỹ năng giao tiếp, đúng không ạ? YouTube cũng thế, YouTube thì nó là một cái kênh thị trường rất là đa dạng và chúng ta không biết là khi nào chúng ta có thể có thời gian để chúng ta làm và học. Hội thảo và team thì lâu lâu nó cũng mới có, không phải là vô hội thảo một cái thì chúng ta mới có thể giỏi kỹ năng giao tiếp, đúng không ạ? Thì đó là một số cái chương trình mình muốn chia sẻ cho cái phần mà kỹ năng giao tiếp với lại giúp cho các bạn tốt hơn. Và nếu như các bạn mà có kỹ năng giao tiếp thì nó giúp cho chúng ta chiếm được rất là nhiều cái sự thành công để chúng ta làm Amway rất là cao. Tại vì sao? Tại vì mọi yếu tố đều bắt nguồn từ giao tiếp, đúng không ạ? Tại vì sao này? Thì thứ nhất, nếu như chúng ta không có giao tiếp giỏi ăn nói thì khả năng bán hàng của chúng ta sẽ bị giảm xuống, khả năng thuyết trình chia sẻ cơ hội kinh doanh của chúng ta cũng sẽ bị giảm xuống. Thì vấn đề ở đây là gì? Giúp cho chúng ta giỏi giao tiếp hơn, cải thiện được mối quan hệ, không những làm Amway mà trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống. Vì vậy mà mình cũng muốn review lại ở đây là gì? Cái khóa học của mình trong ba cái khóa học này nó có ba cái lớp học, ba ba cái khóa học này chúng ta có thể là học và đăng ký ha.
Thì chi phí thì sau này khi mà các bạn muốn và thật sự quan tâm nó thì hãy inbox và liên hệ mình sẽ đào tạo và hướng dẫn cho mọi người. Học khóa này rất là nhanh gọn. Nếu như mà học khóa này thì trong vòng một video của mình là các bạn có thể học và hiểu ngay được lời. Cảm ơn mọi người nhé. Rồi. Đây, câu nói cuối cùng của mình cho cái vấn đề giao tiếp ấy, theo đuổi đam mê, thành công theo đuổi bạn. Và chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. Nếu như chúng ta chưa có tài chính thì chúng ta có thể học cách miễn phí. Nếu như chúng ta có tài chính rồi, chúng ta muốn đỡ mất thời gian hơn để chúng ta làm tốt cái vấn đề mà mình đang làm thì cố gắng ha. Thì chúc tất cả các bạn ở đây ngày hôm nay có thể từng bước một và phát triển được mọi kỹ năng để giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.